nhấn vào nó sẽ show ra các link và logo của chúng ta. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về Bootstrap Napa. Bootstrap Napa là thanh điều hướng thường nằm ở đầu trang. Và chúng ta sẽ bắt đầu với Basic Napa, Napa đầu tiên. Ngày hôm trước chúng ta đã học về ba thành phần cơ bản của Bootstrap. Hôm nay tôi sẽ thêm Napa vào trong chính ví dụ hôm trước. Để khởi tạo Napa, ta sẽ thêm một thẻ, chúng ta sẽ thêm một thẻ NAV như thế này. Tôi sẽ đóng thẻ. Tiếp đến tôi sẽ thêm các thẻ UL và LI. UL thì sẽ có class là Nabana. Tiếp đến là các thẻ LI của chúng ta sẽ có class là Nav Item. Trong này chúng ta sẽ thêm các thẻ A, tức là thẻ link để link đến các thành phần khác ở trong web của chúng ta. Tương tự, tôi sẽ copy các link này. Ở thực tế ta sẽ thay dấu thăng này thành các link trong bộ sách của chúng ta. Ở đây tôi sẽ để nguyên, không thay đổi gì. Đến localhost log của chúng ta. Đây, các bạn có thể thấy chúng ta đã tạo thành được thanh menu. Tiếp theo, chúng ta sẽ học về vertical Napa, tức là các thanh menu thẳng đứng. Để chuyển về thẳng đứng thì ta đơn giản chỉ cần bỏ các class Nav Expand, SM, MD, LG, vân vân. Đây cần bỏ class này thì menu của chúng ta sẽ thành thẳng đứng. Tiếp theo là Center Napa, thì chúng ta sẽ chỉ cần thêm class Justify Content Center là Napa của chúng ta sẽ ở giữa. Đầu tiên tôi sẽ để lại thêm class Justify Content Center. Như các bạn thấy là menu của chúng ta đã căn giữa các thanh link ở bên trong. Tiếp đến ta sẽ học về các màu sắc của Napa. Chúng ta sẽ dùng các class BG cộng với màu sắc như Primary, Succeed, Info để thay đổi màu của Napa cũng như link ở bên trong. Tôi sẽ chuyển thành Primary. Như các bạn có thể thấy là đã chuyển thành màu xanh và link của chúng ta cũng màu xanh nên rất khó để nhận ra. BG là màu đỏ. Đấy, các bạn có thể thấy là Napa của chúng ta đã chuyển sang màu đỏ. Để chuyển sang chữ trắng như thế này thì tôi đã thêm class Napa Duck thì sẽ chuyển thành màu trắng. Ta dùng BG Primary ở đây thì chữ vẫn sẽ nổi lên, không bị chìm như lúc nãy. Thành phần tiếp theo chúng ta ngày hôm nay chính là Napa Brand hoặc Logo. Chúng ta sẽ dùng các class Napa Brand hoặc dùng Napa Brand trên ảnh để căn chỉnh logo và brand. Chúng ta sẽ nằm ngoài các thẻ UL và LI. Chúng ta sẽ thêm một cái logo, tên của logo như này. Nó sẽ nổi hơn so với các link còn lại, đậm hơn và to hơn. Đối với ảnh thì chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta cũng dùng class Napa Brand và chúng ta sẽ chèn ảnh ở giữa thẻ A. Đây tôi sẽ thay link bằng link của
một ảnh trên mạng để các bạn tiện theo dõi. Đây các bạn để thấy là logo hình con chó của chúng ta. Trên thực tế thì ảnh ra rất to, nhưng do chúng ta dùng Clap Navran, nó sẽ tự động căn chỉnh lại để phù hợp với Na3 của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ học về Clapsync Na3. Ở Clapsync Na3 chúng ta có thể thu nhỏ lại các thành phần bên trong. Chúng ta sẽ thêm một button. Button này có data target là ID của Na3 của chúng ta. Chúng ta sẽ thêm ID vào đây. Và có data toggle bằng clap. À không, ID của chúng ta sẽ là một cái ở bên trong. Ta sẽ tạo ra một thẻ deep. Có clap bằng clap. Clap bằng clap là clap. ID là ID của data target của button của chúng ta. Ta sẽ cho nguyên các thẻ của chúng ta vào đây. Xem ma thuật nào. Đây các bạn thấy là khi thu nhỏ màn hình lại, chúng ta sẽ chỉ còn một cái thanh, một button như thế này. Khi nhấn vào nó sẽ show ra các link và logo của chúng ta. Tiếp đến chúng ta sẽ học về drop down trên Na3. Để tạo một drop down trong Na3 thì chúng ta tương tự cũng tạo ra một list, một thẻ LI. Sau đấy chúng ta sẽ thêm class drop down sau class là item. Thẻ A chúng ta sẽ thêm class drop down toggle. Và data toggle bằng drop down. Tiếp tục ta sẽ tạo một thẻ deep nữa. Clap drop down menu. Bên trong là các thẻ A. Class là drop down item. Thẻ href. Trên thực tế thì ta mới cần thôi. Sẽ copy thêm. Đây các bạn thấy là hiện drop down cho chúng ta. Tiếp đến là Na3 form và Na3 button. Đơn giản thì chúng ta cũng khai báo một thẻ form. Class là form inline và action của chúng ta. Trong form của chúng ta thì tôi sẽ khai báo một input và một button. Đơn giản. Bạn có thấy là input và button của chúng ta đã hiện trên Na3. Phần tiếp theo là Na3 text.
Để sử dụng Navatech thì ta cũng dùng một span là dùng class là Navatech như bình thường. Đây, Navatech của chúng ta. Phần cuối trong bài học của chúng ta hôm nay đó là fixed Nav. Ta sẽ dùng các class fixed top, fixed bottom, sticky top để tạo ra các fixed Nav. Nav đây là thêm class fixed top. Để có thể thấy rõ hơn fixed top thì tôi sẽ thêm một style, các bạn có thể thấy rõ hơn. Các bạn để thấy tôi khi tôi lăn thanh cuộn bên này thì Nav chúng ta vẫn ở trên cùng. Ta sẽ thử với class fixed bottom. Các bạn cũng có thể thấy là lăn thì thanh Nav của chúng ta vẫn ở cuối cùng. Tiếp theo đây là Nav sticky top. Để thấy rõ hơn thì tôi sẽ cho các thanh vàng này trên trên Nav của chúng ta. Đây, Nav của chúng ta đang ở dưới, nhưng khi cuộn xuống thì nó sẽ cố định lên trên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.